kính chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món gà hấp nóng lên cho các bạn cùng thưởng thức nha. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Rồi cái này mình hấp á, nó tự ra nước ra, để mình hấp thử cái miếng nước coi coi. Nó ngọt lắm. Ngon quá các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái đùi của nó trước nha. Các bạn thấy chén muối của mình có hấp dẫn không nè.